Dạo gần đây thì cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip ngắn của một người đàn ông khiến cho ai xem cũng phải trầm trồ, thán phục về siêu năng lực của người đàn ông này, nhưng sự thật phía sau lại khiến cho nhiều người ngã ngửa. Theo tìm hiểu về tảng đá thì được biết tảng đá siêu to khổng lồ này có tên là Trampolin, nằm trong một khu vực tại phía đông bắc của nước Pháp xinh đẹp. Sở dĩ nó có cái tên như vậy là do đặc điểm rung rẩy khác thường của tảng đá. Tảng đá sẽ nghiêng ngả nếu có bất kỳ ai hoặc vật gì tác động đúng điểm yếu của nó. Sau khi biết tảng đá kỳ diệu này, đã có không ít người nhanh chân đến tận nơi để quay lại khoảnh khắc để đời này. Trong nhiều năm qua thì tảng đá khổng lồ đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến rừng. Và đây chỉ là một trong số vô vàn những điểm thu hút ấn tượng của khu rừng rộng hơn 10.000 m2 này. Trong khu rừng ngập tràn câu chuyện huyền thoại và truyền thuyết gắn liền với vị vua vĩ đại vào thế kỷ 5 và 6. Hơn nữa, truyền thuyết kể rằng người khổng lồ đã tức giận ném đá vào rừng vì người dân nơi đây cống nạp không đủ cho nên nơi này mới có địa chất kỳ lạ và phong phú như ngày hôm nay. Hiện tại câu chuyện vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ tất cả mọi người. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!